Xin chào anh em nha. Lời nói đầu tiên cho Cường xin chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình anh em ha. Thì ngày hôm nay là Cường ra tỉa một cái cây linh sam. Này là cây linh sam 86 đổ mà Cường ơ up full bông cho anh em xem á. Đó. đó thì một số anh em cũng hỏi Cường là bây giờ cắt tỉa khi nào thì nó cắt tỉa. Thì khi mà mình cần phải cắt tỉa là khi cái bộ tán này nè, đây, này nó có những cái nhánh phượt nè. Nó sẽ phượt ra khỏi cái phơm nó dương lên khỏi cái phơm phơm tán của mình anh em ha thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình cắt tỉa thì ngày hôm nay là cường sẽ cắt uh, sơ sơ cho anh em xem luôn để cho anh em có một cái uh, mường tượng rõ nhất ha đây ví dụ như nhánh này anh em thấy không đó nó đã không còn ra ngoài học khỏi cái bộ tán nữa thì anh em sẽ bấm đó nó không còn gọn trong cái phơm tán của mình nữa thì bắt đầu mình sẽ bấm tỉa ha đó thì cái này nếu như mà anh em chơi lâu năm á anh em sẽ dễ hơn vì anh em đã biết được cái uh, cái 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 cái, cái cái phơm tán của nó là như thế nào còn anh em nào mình chưa biết á thì mình về mình mua một cái cây về mới đầu là mình chụp lại mình chụp lại cái phơm tán rồi bắt đầu là khi mà mình chơi một thời gian á nó bắt đầu nó phượt ra thì lúc đó là anh em sẽ tiến hành mình cắt tẻ thì mình lấy cái hình nó ra mình coi lại mình coi lại đó thì lúc đó là mình sẽ cắt theo cái phơm đó thì cái cây nó sẽ giữ dáng anh em ha nếu như cái này mà anh em không cắt tỉa không bấm tỉa thì nó sẽ có một cái hiện tượng đó là sau một thời gian nó sẽ, sẽ gọi là nó phá phơm tán luôn Có nghĩa là cái nhánh dược này nè, nó quá mạnh đi Thì nó vô tình nó sẽ dương lên ra ngoài, nó dương ra ngoài vậy nè Thì lúc đó là cái cây của anh em nó sẽ bị mất phơm anh em ha Thì lúc đó là mình sửa lại nó sẽ cực hơn Đó, thì anh em lưu ý cái đó ha Đó, thì cái đó là một trong những cái mà khi mà anh em mua cái cây thành phẩm Mà anh em chưa biết cắt tỉa thì mình sẽ làm cho cái cây càng ngày nó càng hư phơm đi Thì lúc đó là cái cây của mình nó càng chơi nó lại càng xấu Thì cái cắt tỉa này nó đơn giản Nhưng nó đòi hỏi là anh em phải quen mắt Đó Thì lúc đó là anh em mình mới bắt đầu là mình mới Mới tỉa mình giữ phơm tán được Còn nếu không là mình càng chơi thì cái cây của mình nó càng xấu anh em nha Và đặc biệt là Thời gian vừa rồi là anh em thấy là mưa Nó xảy ra cũng rất là nhiều Thì khi mà mưa nó xuống á Cái nước mưa nó tốt cho cây thì cái bộ tán của mình à, nó nó sẽ dương lên rất là lẹ anh em nha anh em lưu ý cái đó ha đó thì mình sẽ quan sát cái cây của mình để mình tẻ đó thì nó chỉ có như vậy thôi nó không có cái gì mà ghi gớm cả đó, anh em quan trọng là phải làm quen tay đó, kéo anh em làm thì nó phải bán thì lúc đó là mình tẻ nó mới mới dễ cường thì quen mắt cường làm lẹ còn anh em mà chưa biết á thì mình sẽ bấm vô từ từ thì lúc đó là nó 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 sẽ đúng hơn Chứ còn mà anh em làm lẹ 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 nhiều khi là nó sẽ giật ra là nó sẽ đứt luôn cái phơm tán của mình anh em ha. Đó. Thì trời hôm nay cũng rất là nắng nè. Này Cường cắt sơ sơ để Cường chia sẻ với anh em nha. Rồi và sẵn cái clip này là Cường làm cái cây linh sam này là linh sam 86. Anh em lưu ý ha. Mình ưa lộn cây 86 với cây hạt gạo. Có một số anh em nói Cường là nhà vườn bán cho anh em là nói là cây hạt uh, gạo. Hàng... Cây 86 nhưng mà anh em đưa hình qua cường coi thì cây đó là cây hạt gạo. Thì cái đó là anh em lưu ý. Và đối với dòng linh sam á thì hạt gạo là cái dòng đột biến yếu nhất. Em anh em lưu ý nha. Dòng hạt gạo là dòng đột biến yếu nhất trong tất cả các dòng linh sam. Đó. Thì anh em mua về anh em khoan hãy hai chậu. Đó và anh em phải hỏi cái người bán cho anh em á là cái cây nó như thế nào. Sao 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 thì lúc đó là anh em mới uh, để chừng 20 đến 30 ngày sau thì anh em mới thay chậu tránh trường hợp là nhà vườn người ta mới vừa thay chậu và bón phân hoặc là bón phân anh em lại đè cái cây ra anh em làm nữa thì không có cái cây nào chịu nổi hết anh em nha cường nhắc lại anh em lưu ý cái chuyện đó ha đó và dòng 86 á, thì ưu điểm của nó là bông rất là nhiều có thể nói nó là dòng bông gọi là nhiều nhất luôn á lá nhỏ thì bông nó khá nhỏ nhưng đổi lại là nó rất xiên bông và cái điều đẹp của 86 là nó rất rất là dễ full bông anh em nha. Đó, những cái cây khác thì nó điểm điểm chứ còn 86 là nó full bông luôn á. Anh em mà có theo dõi kênh của Cường thì anh em sẽ thấy là Cường ướp cái cây 86 Cường đang tỉa này nè, full bông tím luôn hoặc là trên uh, Facebook của Cường á là anh em sẽ thấy được. Nó tím cây rất là đã anh em nha. Đó, mình mê 86 là ở chỗ đó. Rồi ở đây thì Cường uh, nhắc thêm một cái nữa với anh em là từng vừa rồi là Cường uh, gặp được rất là nhiều cái cuộc điện thoại và anh em uh, nhắn tin qua Zalo anh em hỏi bây giờ cái cây này anh em thay chậu anh em làm này làm kia xong rồi giờ nó bị như vậy cứu sao thì Cường cũng không biết trả lời sao với anh em luôn thì tốt nhất á, anh em nên nhớ là trước khi làm trước khi làm thì anh em nên hỏi thì lúc đó là Cường mới biết cách kỹ thuật để Cường chia sẻ với anh em rồi khi anh em làm theo kỹ thuật đó mà nó có cái vấn đề gì á thì lúc đó cường mới biết anh em sai chỗ nào chứ còn bây giờ anh em hỏi ngang như vậy thì cường cũng không biết sao trả lời với anh em luôn và một số anh em là cường không trả lời cường nói là anh em đâu có biết anh em làm như thế nào đâu cái bắt đầu là anh em lại giận thì cái đó là anh em thông cảm tại vì mình không thể nào biết được anh em làm đúng kỹ thuật hay không đó và anh em học ở đâu đó rồi đâu bắt đầu anh em làm thì bắt đầu là cây nó có hiện tượng chết chi vàng lá. Thì lúc đó anh em lại hỏi. Đó thì cái đó là cường lại không biết được để cường trả lời với anh em. Thì tốt nhất là trước khi làm anh em nên hỏi trước ha. Thì nó sẽ dễ hơn cho 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 anh em và đỡ bị hư cái cây của mình anh em nha. Rồi, thì ngày hôm nay là cường chỉ có một vài điều chia sẻ nhỏ với anh em như vậy. Mong rằng là anh em sẽ thực hành trên cái cây của mình cho nó tốt nha anh em. Rồi và cuối clip cường cũng xin chúc cho anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và ráng giữ sức khỏe trong mùa dịch này anh em nha rồi cường vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều